Chương một, Giang ảnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com TF. KFC giảm giá Discount lên đến 90% À à à à à Con mẹ nó Mấy người ở phía trước, tránh ra cho ta Kẻ nào cùng lão nương tranh gà ráng, ta liều mạng với hắn Giang thu ảnh vận 12 thành công lực, chân đạp tay đẩy, một đường hung hăng xông đến, mắt thấy đùi gà vàng ươm xếp thành một đống đang chờ, trong lòng hạnh phúc đến muốn khóc. Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào đùi gà, cảnh trước mặt bỗng nhòe đi, rồi biến mất tơ, gà của ta nặng nề mở mắt, gian thu ảnh chỉ thấy núi đá vô tận, ánh tà dương đỏ như máu, bốn phía là trúc tía đung đưa. Cảnh sắc rất đẹp, cũng rất yên bình, chỉ là nàng không có tâm tình để thưởng thức. Bởi vì cảm giác đau đớn truyền đến từ khắp cơ thể, thanh âm méo máu vang lên bên tai nàng, ngươi, ngươi đừng hòng giả chết nam nhân anh tuấn tiêu sái như ta tuyệt đối không dễ bị lừa gạt đâu ô ô ô tiếng khóc này có thể nói là cực phẩm kéo dài mà hữu lực vang dội mãi không dứt đến lúc ngắt hơi lại biến thành ngao ngao nếu như nghe từ phía xa chắc chắn sẽ tưởng nhầm thành tiếng sói tru còn về phần giọng nói ừm tự như lão thiên đã tùy tiện đem tiếng của một công việc được chết gán cho hắn bởi vậy mà tuy thanh âm lộ rõ sự quan tâm không giả nhưng Giang Thu Ảnh thật không dám mở miệng cảm tạ, còn nói muốn luyện công. Luyện công cái con mẹ nó, ta mới đánh mấy cái, ngươi đã ngã lăn ra. Ê, ta biết rồi. Ngươi không phải bị đánh ngất, mà là bị hình dáng anh Tuấn của ta dọa đến tự kỷ, thực sự là không chịu nổi nữa, ta cứ thắc mắc vì sao lúc luận bàn, ngươi lại cứ nhìn chầm chầm vào ta. Giờ thì ta đã hiểu, ngươi chính là Giang Thu Ảnh cố sức mở to mắt, quát lên. Câm miệng hiện lên trước mắt nàng là một khuôn mặt của một người cũng là kẻ đang tự nhận bản thân anh tuấn tiêu sái kia cho dù đã nhìn qua một vạn lần khóe miệng nàng vẫn như cũ co rút lại ách kỳ thực mà nói khuôn mặt này tuyệt đối không xấu mắt to mũi thẳng mày kiếm khuôn mặt đầy đặn không béo không gầy chỉ là hai con ngươi của hắn tuy vô cùng có thần nhưng cự ly lại cách nhau quá xa đuôi mắt gần như chạm đến hai lỗ tay rồi mày kiếm rất chuẩn nhưng lại là hai thanh kiếm hoàn toàn trái ngược. Một thanh vương phá trời cao, thanh còn lại chút phá địa ngục. Mũi hắn cũng cực kỳ thẳng, chỉ là thẳng một cách thái quá, tự như một tòa giả sơn cao vút, tách rời hoàn toàn hai mắt sang hai bên. Nếu như có chút trí tưởng tượng, thực sự có thể hình dung đến giải ngân hà chia cách ngưu lan chiếc nữ, rất cá tính. Rất đặc sắc. Rất độc nhất vô nhị, kẻ này tên đoàn nguyên, là người đầu tiên mà Giang Thu Ảnh gặp được khi tới thế giới này. Lúc ấy, nàng mới 9 tuổi, tỉnh lại trong một căn nhà hoang, không có một chút ký ức nào về cổ thân thể này, sau đó đói gần chết mới liều mình đi ăn trộm một cái bánh bao, bị người đánh cho tơi tả, may mắn được hắn cứu đi. Hắn nhận nàng làm đệ đệ, ba năm trước hai người may mắn được vào Âu Dương Phủ làm gia đình, lại nói, thế giới này lấy võ vi tôn, chân lý thuộc về kẻ mạnh, Âu Dương Phủ là tướng quân phủ, đệ tử gia tộc hay gia đình đều được dạy phương pháp tu luyện đấu khí, Giang Thu Ảnh cũng không phải ngoại lệ. Tuy chỉ là công pháp bất nhập lưu, nhưng cũng coi như cường thân kiện thể, so với lưu lạc ngoài đường thì tốt hơn nhiều lắm. Tám năm trôi qua, Giang Thu Ảnh đã quen với việc bản thân mang linh hồn nữ nhi lại xuyên vào nam nhi thân, tính cách của nàng cũng bị nam hóa không ít. Ngày thường, đối với công việc chẻ củi đun nước hay tu tập đấu khí đều chăm chỉ mười phần, lại thêm có được cơ duyên hiện tại đã là bát cấp võ đồ, nơi đây là tử trúc lâm ở phía sau hậu viện, cũng là địa điểm luyện công thường ngày của Giang Thu Ảnh cùng đoạn nguyên. Lần này bị ngất là do một ngày trước nàng tình cờ nhìn thấy một con sói bị thương, nữ nhi tâm chật nổi lên, đem phần thức ăn tối của mình cho nó, mới dẫn đến bị đói khiến thể lực không đủ, khó nhọc chống tay ngồi dậy, Giang Thu Ảnh hít sâu một hơi, rồi tựa vào một tảng đá, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định. Thần thức tiến vào khí hải, ở nơi này, không ngờ có một cây đậu nhỏ, cây đậu này, chính là bí mật của nàng, tạp dịch không được tiến vào tàn thư các của gia tộc, cũng may gian thu ảnh nhân duyên không sai, nữ nhi của Trần Sư Phụ rất thích nàng, cách vài ngày lại lén mang đến một ít thư tịch, cho nên nàng đối với thế giới này cũng có được chút thường thức, khí hại đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, nó là một loại tinh thần không gian, bên trong chỉ chứa đựng căn nguyên linh lực, chưa từng nghe nói. Tới có thể xuất hiện đồ vật này nọ, vậy mà trong khí hải của Giang Thu Ảnh, lại ẩn chứa một loại thực vật có sinh mệnh. Cây đậu này không rõ là xuất hiện từ trước, hay là phúc lợi hình thành sau khi nàng xuyên qua, bản thân nó rất thần kỳ, có thể hấp thu đấu khí để phát triển, gian thu ảnh tập trung tinh thần lực. Cẩn thận nhìn kỹ cây đậu nhỏ, 12, so với ngày hôm qua, quả nhiên đã mọc thêm một quả đậu, đây chính là chỗ thần kỳ của cây đậu nhỏ, nó có thể thông qua hấp thụ đấu khí trong khí hải để ra quả. Cường độ tu luyện càng nặng, tốc độ ra quả theo đó cũng càng nhanh. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.